các bạn ngày mới ha, sức khỏe dồi dào ha. Ok, xem clip vui vẻ nha. Rồi ok các bạn ơi, ngày bữa nay mình mới đi chợ ha. Mình có vô một cái tiệm bán heo quay. Thì mình thấy họ mới đem ra một cái con heo quay còn nóng hổi luôn. Con heo này là khổng lồ luôn nha các bạn. Nó mới đem ra con heo khổng lồ luôn mà mình là cái người sắp hàng đầu tiên hết ha. Cho nên đó là mình cái cơ hội này thì mình sẽ mua một cái đầu cái con heo này, mua chặt nguyên một cái đầu của nó ha, con heo quay cộng với lại bốn cái chân, đây là bốn cái chân với lại một cái đầu đó. Là mấy cái món này là mình sẽ mão hết. Thì ngày bữa nay mình có được một cái đầu heo với bốn cái chân heo quay này quá ngon, cho nên mình sẽ làm một cái món kho với lại măng tươi. Đó, đầu heo quay với lại chân heo quay kho với lại măng tươi nha các bạn. Đây là quá ngon luôn, tôm phức à. Lúc mà mình đem ra là còn nóng hổi nha các bạn. Đó là đây là măng ha, măng tươi. Đó, heo quay kho với măng tươi. Rồi ha, thì bây giờ mình làm tới đâu mình sẽ thưa với các bạn tới đó nha. Đó thì trước khi mà mình chế biến đó, thì cái măng này các bạn đem ra rửa sạch sẽ, xong rồi các bạn luộc 3-4 nước. Còn ít lắm thì cũng là 1-2 nước, đổ nó đi rồi rửa lại sạch nữa. Bây giờ măng thì cho nó sạch sẽ. Các bạn sắc ra từng đoạn như thế này ha. Các bạn rửa sạch sẽ, xong rồi các bạn để vô một cái nồi nước. Cái này các bạn luộc giùm cho mình nha. Thì trong nước này các bạn cho xin một chút xíu muối. Đó, rồi các bạn luộc cho nó sôi nhất là nhiều dạo, sôi cho lâu. Xong rồi các bạn đổ ra rửa lại sạch sẽ, xong rồi nấu lại thêm một viên như vậy, giống như vậy nữa, 3 lần như vậy nha các bạn, để cho nó ra những cái chất độc ở trong cái măng. Rồi lúc đó là mình ăn nó mới mạnh miệng, nó mới không có bị ảnh hưởng tới vấn đề mà đau nhức gì hết nha. Đó, đây là lần thứ nhất. Rồi các bạn ơi, thì bây giờ các bạn thấy không, mình luộc cái nước này là nước thứ 3 rồi. 3 lần luộc rồi đổ đi rồi rửa lại luộc nữa, 3 lần như vậy rồi. Mà các bạn thấy bây giờ cái nước nó còn vàng kè không? Ồ, kiểu này là mình phải luộc thêm nữa nha các bạn. 3 nước rồi đó mà cái nước vẫn còn vàng. Thế. Ồ, rồi mình sẽ đổ ra là mình sẽ luộc nữa. Luộc khi nào mà cái nước nó bớt vàng thôi các bạn ơi. Thì bây giờ măng á, là mình đã luộc xong rồi. Mình luộc tất cả là 4 nước ha. Xong rồi mình rửa sạch sẽ, mình để ráo đi. Rồi bây giờ các bạn bắt lên giùm cho mình một cái nồi, các bạn cho một chút xíu dầu vô, rồi các bạn khử giùm cho mình là cái này là hành. Đây là cái món đầu heo quay với lại chân heo quay kho với lại măng tươi nha các bạn. Cái món này là ăn cơm là hết bài luôn. Rồi bây giờ các bạn cho tỏi nha các bạn. Rồi bây giờ cái này các bạn để vô, các bạn khử cho nó thơm ha. Các bạn khử cho nó thơm rồi các bạn chế vô giùm cho mình nước dừa. Thì đây là mình có 2 lon nước dừa. Đó. Mình sẽ kho bằng nước dừa cho nó tê tái nha các bạn. Mới thà thơm ngon. Một lon. Rồi 2 lon nha các bạn. Rồi ha các bạn, bây giờ 2 lon nước dừa rồi. Thì bây giờ các bạn đệm vô cái nước sôi thêm giùm cho mình nha. Đây là cái nước sôi mà mình đã nấu ha các bạn. Rồi. Rồi bây giờ các bạn đệm vô cho mình một chút xíu nước mắm. Đường. Thì cái thời gian này thì các bạn sẽ làm một cái nước để mà kho
giò heo nha các bạn. Rồi bột nêm súp gà nha các bạn. Rồi ok, các bạn cứ để lửa cho nó sôi lên. Một cái nửa củ hành. Rồi ok các bạn ơi, bây giờ cái nước sốt này nó đã sôi rồi, thì bây giờ các bạn thả cái đầu heo vô dùm cho mình ha. Đó, cái đầu heo các bạn thả vô. Rồi bây giờ bốn cái chân của cái con heo quay này các bạn chơi vô luôn dùm cho mình. Thứ gì chịu nổi. Rồi đó, ok, bây giờ thì các bạn trộn đều lên ha, để cho nó ngập nước, rồi các bạn để rửa riu nó, để cho gia vị rồi nó thấm vô trong cái chân của con heo với cái đầu của con heo quay. Chưa gì hết rồi đã thơm phức rồi. Thứ gì chịu nổi, ngon lắm các bạn ơi. Cái heo quay là họ đã ướp rồi ha, rất là thơm rồi, mà bây giờ là mình còn kho với lại nước dừa nữa. Thì thứ gì chịu nổi. Các bạn ơi, thì bây giờ các bạn bắt lên giùm cho mình một cái chảo ha, cho một chút xíu dầu vô, rồi các bạn khử hành với tỏi giùm cho mình. Mà khi hành với tỏi nó đã thơm rồi đó, các bạn để măng vô, các bạn xào măng giùm cho mình nha. Chứ không có để măng thẳng vô rồi kho nha các bạn. Làm như vậy thì cũng được nhưng mà ăn nó không ngon, nó không có đúng bài bản. Thơm phức luôn. Rồi các bạn xào ha, xào đều lên cho nó thơm, nó thấm với lại cái tỏi, tỏi với hành mà mình phi đó, cho nó thơm lên. Rồi xong rồi sẵn cái đó các bạn đệm vô dùm cho mình luôn, là bột nêm súp gà. Cái gì cũng vậy, khi để vô trong miệng rồi là món nào nó cũng phải là đậm đà, thơm ngon. Rồi đây là đường nha các bạn. Rồi các bạn dằn dùm cho mình một chút xíu muối. Rồi các bạn xào đều đó lên cho nó thấm gia vị vô trong cái miếng măng. Rồi ok các bạn ơi, thì bây giờ măng á, hồi nãy giờ mình xào là gia vị ha, nó rút vô trong măng rồi, bây giờ là thơm phức luôn. Rồi bây giờ các bạn tắt lửa, các bạn để nó dùm cho mình nha. Rồi bây giờ mình sẽ coi thử coi cái nồi này hồi nãy giờ nó như thế nào. Thì bây giờ nó vẫn là sôi tim, thì các bạn để cho nó sôi ha, để cho nó thấm. Rồi cái da của cái heo quay đó, heo quay á, thì cho cái da nó nở, thì bây giờ nó chưa đâu, chưa nhầm nhò gì hết. Các bạn để các bạn kho lửa riu riu một hồi để cho cái da nó bung ra, gân nó bung ra. Khi người ta nướng á, thì nó rút lại, nó khô đi, nhưng mà khi mình kho đó thì cái da nó sẽ nở, gân nó sẽ nở, nó bung ra. Thơm phức luôn các bạn ơi. Rồi bây giờ các bạn vẫn là đậy nắp lại ha, để lửa riu riu. Thơm phức luôn các bạn ơi. Bây giờ là cái chân ha, da với gân á, bây giờ nó cũng muốn bung ra rồi, nhưng mà chưa có bung nhiều nha, có cái vừa thôi. Thơm phức luôn. Rồi bây giờ các bạn có thể cho vô giùm cho mình là măng nha. Đó, bây giờ các bạn đảo qua ha, cho nó thấm đều. Thơm quá thơm rồi. Cái heo quay là người ta đã ướp sẵn rồi ha. Rồi bây giờ mình về là mình còn phải là nêm nếm rồi vô nữa, nó còn thơm nữa. Rồi bây giờ các bạn cho măng vô giùm cho mình nha. Thứ gì chịu nổi. Ừ.
Rồi ha các bạn. Các bạn để mang vô rồi, bây giờ các bạn để lửa riu riu như vậy ha, đậy nắp lại để cho cái nước của cái giò heo với đầu heo cái gia vị này nó thấm vô trong măng nữa thì nó mới đậm đà thơm ngon nha các bạn. Ok các bạn ơi, thì bây giờ đây nó đã chín rồi, nó đã mềm rồi, mình cũng xin thưa với các bạn nha, thì cái da của con heo đó ha, thì các bạn đừng bao giờ mà làm cho nó mềm quá, nó rụt rã quá thì ăn nó mất cái phê đi, nó mất ngon đi ha. Cho nên các bạn làm cho cái da nó vừa thôi, đừng có làm nó rụt rã lại mất ngon nha các bạn. Thì nêm nếm thì các bạn nêm cho vừa với cái khẩu vị của các bạn, vừa cái khẩu vị của gia đình các bạn ha. Bây giờ là thơm phức luôn, thơm cả nhà luôn. Đầu heo quay với lại chân heo quay, kho với măng, thứ gì chịu nổi. Rồi ha, thì bây giờ mình sẽ cho nó ra dĩa, mình mời các bạn nha. Thứ gì chịu nổi, thơm phức luôn các bạn ơi. Thì bây giờ cái món đầu heo với lại giò heo quay mình kho với măng đã hoàn tất rồi ha. Thì mình làm tới đâu mình chia sẻ với các bạn rất là tận tình và tỉ mỉ ha, từng bước một. Đó, mình đi chậm rãi để cho các bạn làm nó cho thành công. Thì cái món này mình nghĩ nó cũng rất là dễ thôi chứ không khó gì hết. Trong vòng vài bước thôi là các bạn đã làm thành công được cái món này rồi. Nó làm được cái món này rồi. Nó thì măng á, thì các bạn phải nhớ là các bạn chịu khó ha, mình khuyên các bạn chịu khó luộc măng chừng 3-4 nước đổ đi rồi vừa rửa, làm 3-4 lần như vậy để cho cái chất độc ở trong cái măng tre này nó ra hết đi, rồi lúc đó mình hãy chế biến thì ăn nó bảo đảm nha các bạn, nó ăn cho nó đỡ nhức mình. Nó thì cái măng này các bạn kho với lại đầu heo quay chứ là có chân heo quay này các bạn kho như vậy các bạn ăn là không thể nào chịu nổi, rất là thơm ngon. Mà ngược lại các bạn phải kho với nước dừa giống như mình nữa thì làm sao chịu nổi, rất là thơm ngon, thơm cả nhà luôn. Nó heo quay thì người ta đã ướp rồi, mình về mình kho với lại nước dừa nữa thì nó rất là thơm, rất là béo. Thì đó, thì các bạn phải làm luộc măng cho kỹ rồi các bạn xào măng trước khi mà các bạn kho. Nó là các bạn kho làm một cái nước kho trước, xong rồi các bạn để đầu heo quay với giò heo quay vô, nó các bạn kho lên xong rồi các bạn để măng vô. Nó thì nêm nếm thì cái này nó cũng rất là dễ, không có khó, các bạn nêm bình thường, nêm cho vừa với cái khẩu vị của gia đình các bạn thôi, rất là thơm ngon. Các bạn ăn cái này là ăn cơm là coi như là hết ý luôn, không thể nào chịu nổi, để cắn như một cái rồi là tê tái luôn, chạy tới đâu biết tới đó nha các bạn, cắn một cái rồi chạy tới đâu biết tới đó. Giò heo, đầu heo quay kho với lại măng tươi rất là thơm ngon. Rồi ha, mình không có muốn làm mất thời gian các bạn ha. Mình xin phép chào tạm biệt các bạn. Mình xin kính chúc các bạn được sức khỏe dồi dào, tràn đầy niềm vui và hạnh phúc nha. Rồi mình xin phép chào tạm biệt. Bye bye các bạn nha.